to see it on the 6 o'clock news. Slow waiting in the mail, I trust you. It's getting harder and harder to see through the smoke. It's never been easier to overlook. It's getting harder and harder and harder to say these days. But when I see the smile run across your face, and the sunrise lights up another day, I believe, I believe. I woke up and my whole world changed. You're the kind of love that gives me faith. And I believe, I wonder why, I wonder where they are.
và nói với nhau lời yêu và sẽ bên nhau một đời. Giữ mây nhé khúc hát một đời không phai. So so I say a little prayer and hope my dreams will take me there. Between my arms, barefoot on
favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay xa pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Đám cưới về trên đường quê, cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, tung bay sáng pháo rơi đầy đường quê tôi, trai gái vui trong lòng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ hàng. Vợ của cháu Dũng, rồi dâu con của ông bà tiến tiếp.
và con cháu của các cụ công các bà gia đình ngoài này. Em xin chúc cho hai cháu sống trong năm hạnh phúc, chúc hai gia đình thông gia đắp đấm trồng cây chung đời đời xanh tốt. Mong cháu cái hấp đơm hoa cái cháu ấy chúc cho hai cháu mối tình hạnh phúc bền vững mãi mãi. Tôi xin được cảm ơn. Thay mặt cho gia đình ông bà tiếp tiếp, tôi xin nhận là dâu bà đã về đến nhà an toàn và xin nhận là mà con dâu của ông tiếp tiếp và là mà con cháu giúp cháu chắc của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Và trải qua bao năm tháng tìm hiểu thật kỹ càng của chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương, được sự đồng tình của đôi bên gia đình, dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, ngày hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý nhằm ngày lành tháng tốt, thì đôi bên gia đình cũng có lựa chọn để tổ chức cho cô dâu và chú rể một buổi đại lễ vu quy và một buổi đại lễ thành hôn. Và ngay giờ phút trang trọng này đây thì buổi đại lễ thành hôn dành cho chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương đang được long trọng diễn ra tại sân khấu chính gia đình ông bà Tiến Tiếp. Và sự hiện diện có mặt rất đông đủ của toàn thể quý vị cũng là một niềm vui và niềm vinh hạnh rất lớn cho gia đình.
Và cũng để bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể quý vị thì gia đình có con trầu trà thương nước. Và thay lời cho gia đình, thay lời cho chủ nhân của những cánh thư bồng, chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng lân cốc trà xanh cho ấm lòng chú rể, cũng như ăn một miếng trầu cho thêm đỏ má cô dâu. Và ngay giờ phút trang trọng này, đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tạm gác lại những câu chuyện riêng tư của mình, thay đổi những ánh mắt thân thương, trở về lâu đài liềm hạnh phúc. Và hãy lộ một tràng vỗ tay thật lớn và thật lồng nhiệt để cùng chào đón lên sân khấu là sự hiện diện của chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng lắm tay nhau hiện diện lên lâu đài liềm hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Và một lần nữa toàn thể quý vị hãy dành cho cô dâu và chú rể những tràng vỗ tay thật lồng nhiệt đi ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trước khi buổi đại lễ thành hôn dành cho chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương chính thức được diễn ra, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đó là sự hiện diện của một bác trưởng đoàn cho họ nhà trai và một bác trưởng đoàn cho họ nhà gái. Xin mời hai bác hãy cùng hiện diện lên lâu đài liềm hạnh phúc ngày hôm nay để có những lời trao dâu và những lời nhận dâu, những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến và đang hiện diện tại lâu đài liềm hạnh phúc ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đó là sự hiện diện của một vị trưởng đoàn cho họ nhà trai và một vị trưởng đoàn cho họ nhà gái. Và hiện diện chính giữa lâu đài liềm hạnh phúc không ai khác, đó chính là chủ nhân của những cánh thiệp hồng, chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương. Xin được cúi chào ra mắt toàn thể quý vị. Và ngay giờ phút trang trọng này, đây không để quý vị và các bạn chúng ta phải chờ đợi lâu nữa, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố buổi đại lễ thành hôn dành cho chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương xin chính thức được bắt đầu. Và một tràng vỗ tay thật nhiệt vào chúc mừng nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị thân mến, và màn pháo sáng vừa rồi của trung tâm tổ chức sự kiện Giáp Mến đã chính thức được khai màn cho buổi đại lễ thành hôn dành cho chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương. Và ngay bây giờ phút này, đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến và lắng nghe những phần thủ tục mở đầu quan trọng nhất trong buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Đó chính là những lời trao dâu và những lời nhận dâu, những lời cảm ơn của hai bác trưởng đoàn. Và để mở đầu chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho nhà gái sẽ có những lời trao dâu và những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác anh của ông bà ông Dinh, là bác của cháu Lan Hương, làm trưởng đoàn. Kính thưa tất cả các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, mặt ngoại của hai cháu, toàn thể các vị khách quý. Cho phép tôi thay mặt cho họ nhà gái và đoàn đưa cháu Lan Hương về. Là giờ phút này cháu đã là vợ của cháu Dũng, là dâu con của ông bà ông Tiến Tiếp, là con cháu của các cụ công, các bà. Kính thưa tất cả các cụ công, các bà, cháu Lan Hương thì có lớn như chưa có khôn, tuổi đời còn ít, cháu còn nhiều bỡ ngỡ. Cũng mong muốn là sự dạy bảo của các cụ công, bà, gia đình nhà trai ngoài này, cháu khôn thì dạy ít, cháu dạy dạy nhiều, làm sao xứng đáng để dâu hiền thể thảo. Thì cho phép tôi nhân dịp đầu xuân năm mới, xin chúc tất cả các cụ công, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại hai bên cùng các vị quý khách quý, năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tôi xin cảm ơn ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì toàn thể quý vị vừa được lắng nghe những ý kiến giao dâu, những lời dặn dò, những lời cảm ơn của một vị trưởng đoàn cho họ nhà gái. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là có nam có nữ mới nên xuân, mà có nhà trai nhà gái mới nên phần thông gia. Mà nhà gái ta đã phát biểu rồi, nhà trai ta cũng phải đỡ lời năm câu để cho bên rể bên dâu và để cho hai họ được về lâu về dài. Và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời một vị đại diện cho nhà trai sẽ có những lời nhận dâu và những lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và một lần nữa toàn thể quý vị không quên dành cho bác một tràng vỗ tay thật lồng nhiệt. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, cùng toàn thể cô dì chú bác hai bên bốn họ, kính thưa đoàn đưa dâu nhà gái, kính thưa các vị tân quý khách gần xa, tôi xin giới thiệu, tôi là Chuông, là
trưởng tộc của họ Vũ, cũng là bác của cháu Dũng. Vừa rồi ông đại diện cho nhà gái cũng đã có ý kiến và giao dâu cho gia đình ông bà Tiến Tiếp. Thay mặt cho ông bà Tiến Tiếp, tôi xin nhận cháu dâu, cháu Lan Hương là dâu con của ông bà Tiến Tiếp, cháu chất của họ nhà cha chúng tôi và là vợ của cháu Dũng. Xin có lời cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em, thanh niên, bạn bè của các cháu, nhà gái đã đưa cùng với chúng tôi đưa cháu về đến nơi đúng thời gian quy định. Năm mới xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị khách quý, các bạn thanh niên nam nữ có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn ạ. Thay lời cho ban tổ chức, xin được trân trọng cảm ơn hai bác rất nhiều. Mời kính chúc hai bác thật nhiều sức khỏe và luôn vui trong cuộc sống. Và thưa hai bác thân mến và thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay thì nhà gái cũng đã đưa dâu về đây mà giao con giao cháu làm dâu bên này, mà nhà trai thì cũng đã trình bày để chúc cho hai bạn từ nay một nhà. Và để kết chặt tình thông gia một lần nữa thì xin mời hai bác hãy cùng bước lên phía trước một bước và hãy cùng dành cho nhau một cái bắt tay và một cái ôm thật thân mật trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và toàn thể quý vị dành cho hai bác một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ. Sự phát ghi đưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì cô dâu và chú rể đã theo sự hướng dẫn của hai bác trưởng đoàn cũng như theo sự hướng dẫn của gia đình đã thắp hương gia tiên để bái lại tổ đường phía trong tư gia gia đình ông bà Tiến Tiếp. Và ngay giờ phút này đây, xin được trân trọng kính mời hai bác đại diện chúng ta sẽ cùng di chuyển ra bên phía những vị trí danh dự của mình để tiếp tục buổi đại lễ đính hôn. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay có sự hiện diện rất đông đảo của toàn thể quý vị, và cũng để bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể quý vị thì xin mời chú rể Quang Dũng và cô dâu Lan Hương hãy đi xuống phía dưới, đi từng bàn chầu tiệc trà, tiệc nước, tiệc phước thì trà, và cùng đi mời chầu mời trà tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, ghi đưa toàn thể quý vị thân mến,
đang hiện diện tại lâu đài Liềm Hạnh Phúc một lần nữa, không ai khác đó chính là chủ nhân của những cánh thiệp hồng. Và ngày hôm nay họ là người rạng ngời nhất, họ là người đẹp nhất. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến và tình yêu của đôi bạn trẻ không biết lời nào kể xiết. Biết bao nhiêu mùa lúa chín, buồng cau lấy hạt, có nắng có mưa, có khóc có cười. Và tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay có một kết quả thật đẹp. Đó là ngày hôm nay ngày 19 tháng 11 làm Canh Tí. Nhằm ngày này tháng tốt thì cô dâu và chú rể cũng đã chính thức lên vợ thành chồng. Và để đánh dấu mốc sự kiện quan trọng trong buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay, họ có một kỷ vật muốn trao cho nhau, đó chính là cặp nhẫn tình yêu. Và ngay giờ phút trang trọng này đây, trước sự chứng kiến và chúc mừng hạnh phúc rất đông đảo của toàn thể quý vị, thì xin mời chú rể Quang Dũng hãy cùng trao nhẫn cưới cho cô dâu Lan Hương. Xin mời. Và toàn thể quý vị không quên dành cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay thật lồng nhiệt nhé. Thưa quý vị thân mến, chiếc nhẫn cưới là biểu tượng của tình yêu, niềm hạnh phúc trong ngày lễ kết hôn. Và khi được đeo lên ngón tay áp út, lời mạch máu trái tim luôn luôn chảy xiết. Với một ý nghĩa nói nhân rằng ngày hôm nay ngày 19 tháng 11 làm Canh Tí, thì cô dâu và chú rể đã chính thức lên vợ thành chồng. Kính thưa quý vị thân mến, đúng là mỗi một tình yêu thì luôn vươn tới đỉnh cao của hạnh phúc. Đó chính là ngày lễ kết hôn như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay đây cũng chính là giờ phút mà đôi nương còn muốn chứng minh cho toàn thể quý vị và chúng ta được biết rằng họ yêu nhau như thế nào. Và nhà thơ Xuân Diệu cũng có câu thơ nói rằng: anh muốn làm sóng biếc, hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn em để mãi mãi, hôn đi rồi hôn lại cho tan cả đất trời vẫn chưa thôi rào rạt. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay giờ phút ở đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đặc biệt hướng những ánh mắt thân thương của mình trở về lâu đài hạnh phúc. Và hãy hướng những chiếc smartphone để chúng ta sẽ cùng lưu lại, chụp lại những giây phút thật hạnh phúc. Đó là giây phút họ sẽ cùng dành cho nhau một nụ hôn từ tình bạn, từ tình yêu chuyển sang tình vợ chồng. Toàn thể quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý dành cho cô dâu chú rể một tràng vỗ tay thật long nhiệt đi ạ. Và xin hỏi chú rể Quang Dũng ạ, có đồng ý không ạ? Và xin hỏi cô dâu Lan Hương có đồng ý không ạ? Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cô dâu và chú rể đã đồng ý ạ. Cô dâu ạ, đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể ạ, tay của cô dâu đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Và tay của chú rể ạ, ngày thường đặt đâu ạ? Đúng không ạ? Bờ eo mềm mại của cô dâu đúng không ạ? Cả hai tay của cô dâu hãy đặt lên bờ vai vững chắc của chú rể đi ạ. Và MC xin phép làm nhịp cầu lối đếm từ 1 đến 3. Thì kèm theo đó sẽ là một tràng vỗ tay thật lớn và thật long nhiệt của toàn thể quý vị. Và cô dâu và chú rể sẽ cùng dành cho nhau một nụ hôn thật ý nghĩa. Và biết là cô dâu và chú rể cũng đã sao giờ rồi, nhưng ngày xưa thì các cụ vẫn thường dạy rằng trong ngày vui hạnh phúc như ngày hôm nay, nếu hôn lên trán thì hai bạn sẽ còn 5 trai và 1 gái, hôn lên má thì hai bạn sẽ còn 5 gái và 1 trai, và hôn lên bờ môi gợi cảm của cô dâu Lan Hương thì hai bạn sẽ có 1 trai và 1 gái. Và xin hỏi là chú rể Quang Dũng sẽ hôn bờ đâu của cô dâu ạ? Từ cổ trở lên ạ. Xin hỏi chú rể ạ. Nụ hôn 1 trai và 1 gái đấy toàn thể quý vị. Và MC sẽ phép đếm từ 1 đến 3 và kèm theo đó sẽ là một tràng vỗ tay thật lớn của toàn thể quý vị ạ. 1, 2, 3, xin mời một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và vừa rồi thì toàn thể quý vị vừa được chứng kiến và trải qua những nghi lễ thật thiêng liêng. Họ đã trao cho nhau cặp nhẫn tình yêu, trao cho nhau nụ hôn từ tình yêu, từ tình bạn chuyển sang tình vợ chồng. Và thay mặt cho những người làm chương trình, xin được chúc cho cô dâu và chú rể 100 năm hạnh phúc, 1000 năm thủy chung. Chúc cho cô dâu và cô chú rể yêu nhau đến đầu bạc răng long và lưng còng gối mỏi ạ. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, ngày hôm nay đây anh chị em tổ chức sự kiện cũng có long trọng để tổ chức cho cô dâu và chú rể hai nghi lễ, đó chính là các bánh cưới và khui rượu xung quanh. Và trước khi đến với hai nghi lễ, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu lên sân khấu, đó là sự hiện diện của ông bà Tiến Tiếp, là những đấng sinh thành của chú rể Quang Dũng, xin được trân trọng kính mời. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời sự hiện diện trở lại của một bác trưởng đoàn cho nhà trai và một bác trưởng đoàn cho nhà gái. Xin mời hai bác anh cùng di chuyển lên sân khấu để nhận những ly rượu cảm tạ, xin được trân trọng kính mời. Hiện diện của ông bà Dinh Chức là những đấng sinh thành của cô dâu Lan Hương ngày hôm nay có đưa con gái về nhà chồng.
một tràng vỗ tay thật lớn và thật lồng nhiệt đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đó là sự hiện diện rất đầy đủ của những đấng sinh thành của cô dâu và chú rể, và sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn, những người có trọng trách thật cao cả trong buổi đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Và ngay giờ phút này, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng di chuyển sang bên phía những tầng tháp bánh cưới để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Xin được trân trọng kính mời. Tầng bánh dưới cùng tượng trưng cho sự cảm ơn tới ông bà cha mẹ, những người có công sinh thành dưỡng dục để cho cô dâu và chú rể có ngày vui đại lễ như ngày hôm nay. Xin mời. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể cắt tầng bánh thứ hai, tầng bánh tượng trưng cho sự cảm ơn tới toàn thể các cụ, có các bà, cô dì, chú bác đã bớt chút thời gian vàng ngọc trở về đây tham dự buổi đại lễ thành hôn dành cho cô dâu và chú rể. Và tiếp theo tầng bánh trên cùng, tầng bánh đỉnh cao của hạnh phúc, sự ngọt ngào trong tình yêu đôi lứa dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng di chuyển sang bên phía tháp rượu sâm panh để cùng khơi nguồn cho suối tháp ly tình yêu tràn chảy bằng chai rượu sâm panh đầu tiên. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng mở chai rượu sâm panh đầu tiên để cùng khơi nguồn cho suối tháp ly tình yêu tràn chảy đi ạ. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng khui lắp sắt và sau đó sẽ xúc mạnh lên ạ. Xúc thật mạnh chai rượu, tiếng lổ của rượu sâm panh càng lớn thì tình cảm của cô dâu và chú rể càng ra sao. Xin mời ạ. Rất tuyệt vời, rất là để quý vị. Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng khơi nguồn cho suối năm ly tình yêu tràn chảy bằng chai rượu sâm panh đầu tiên đi ạ. Chú rể, chúng ta cùng mở chai rượu sâm panh thứ hai. Hãy chắc ra những chiếc ly ban tổ chức đã chuẩn bị. Ly rượu dành cho những đấng sinh thành, ly rượu dành cho hai bác trưởng đoàn, ly rượu dành cho cô dâu và chú rể. Xin mời. Ly rượu cay thì thắm tình chồng vợ, mà ly rượu hồng ta để kính chúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già mà ơn sâu nghĩa nặng như là biển khơi. Và ngay giờ phút thiêng liêng ở đây, xin mời cô dâu và chú rể mỗi người sẽ cùng bưng một ly rượu để kính lên ông bà tiến tiếp là cha mẹ thân sinh của chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời ông bà hãy nhận những ly rượu hiếu liệu rượu tình của hai người con ạ. Xin được trân trọng kính mời. Uống nước nhớ và tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể hãy bưng ly rượu để kính lên ông bà dinh chức là cha mẹ thân sinh của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời ạ. Em ơi hãy nhớ lòng buổi đại lễ thành hôn ngày nay. Xin mời ạ. Và tiếp theo là hai ly rượu giao bôi dành cho cô dâu và chú rể. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, toàn thể đại gia đình đang có một ly rượu để kính tới toàn thể quý vị, và xin được trân trọng kính mời toàn thể các cụ, không có bà, cô, dì, chú, bác ở những bàn tiệc phía dưới. Chúng ta cùng ra những ly bia, ly rượu, ly đồ uống của mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng đứng lên để chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hòa chung một tiếng rô thay cho lời chúc mừng hạnh phúc tốt đẹp nhất gửi tới cô dâu và chú rể. Xin mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến và toàn thể đại gia đình, những đấng sinh thành, hai bác trưởng đoàn và cô dâu và chú rể đang có những ly rượu để cảm ơn tới toàn thể quý vị. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3.
con rồng và chú rể sẽ cùng lồng tay nhau uống cạn ly rượu vào môi ạ. Xin mời gia đình chúng ta sẽ cùng cụm ly để chúc mừng phúc cho hai con trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay. Xin mời. Trong ngày vui không thể ngày nay thì không thể thiếu được những bức ảnh lưu niệm. Xin được trân trọng kính mời các ông bà chúng ta cùng lắng lại sân khấu một chút để chụp ảnh lưu niệm ạ. Cô dâu và chú rể ngày xưa bé ở với mẹ với cha, mà lớn lên lấy vợ lấy chồng là lẽ đương nhiên, mà mong gái thì trở thành dâu hiền, mà trai thành giày thảo đôi bên thuận hoa. Mà hôm nay thì hai con chung một nhà thì cha mẹ cũng có quà để trao gửi cho hai con. Và trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay thì ông bà tiến tiếp là những đấng sinh thành của chú rể Quang Dũng có món quà để trao gửi cho hai con trong ngày vui hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, ôm cả tấm thân gầy cha ấp ủ cho đời con. Và toàn thể quý vị đang được chứng kiến những giây phút thật thiêng liêng, những giây phút những bậc đấng sinh thành, những người làm cha làm mẹ không thể giấu được những lo liệm hạnh phúc khi thấy các con khôn lớn trưởng thành. Quý vị thân mến, và đây là món quà của bố mẹ nuôi dành cho hai con trong ngày vui hạnh phúc ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Người tài ba, hãy nhớ công chính hành. Và trong ngày vui hạnh phúc ngày hôm nay của hai em thì anh trai Dinh ạ và em gái Linh có món quà để trao gửi. Xin được trân trọng kính mời ạ. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will heaven hold you? You look so beautiful in white, and from now to my very
sầu hoa. Trong mỗi khúc dân ca. Sometimes we're